thích hợp, tôi sẽ đến tìm nó. Phải rồi. Dạ ngon. Trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 thì Kim Chi đóng nhân vật Hương, một người phụ nữ thì rất trẻ thì rất là cực khổ, nói chung là dâu bể đường trần. Cái cuộc sống cũng như là cuộc đời rất là éo le, đại khái là đau khổ đó. Nhưng về sau này thì bà làm ăn và thành đạt, trở thành người giàu có, bà nuôi tất cả các con của mình, bà sung sướng, bà giàu có như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng hết cái lòng thù hận không thể nào bà vượt qua được cái lòng thù hận của mình, và cuối cùng hết thì bà cứ đeo đặt cái lòng thù hận đó và muốn ngầm trả thù bọn nó đi. Có nghe mẹ nói gì không? Con sẽ giữ lại nó. Một là ở trong căn nhà này, hai là bỏ nó đi, hiểu chưa? Hình như có người không coi là nói của mẹ ra gì thì phải. Con xin lỗi mẹ. Sẽ không có đường quay lại đâu. Thì chắc có lẽ là Chi sẽ không nói cái đoạn kết của nhân vật này, bởi vì dù sao thì cũng giữ một chút bí mật. Một cái nhân vật khá là gai góc, khá là đa dạng về cách diễn. Kim Chi rất là thú vị đối với cái vai diễn này, và hy vọng được là quý vị khán giả sẽ ủng hộ vai diễn của Kim Chi nhé, cũng như là ủng hộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Xem ngay ngoài Hàng Anh, Combo, Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng.